ông Kim Sang-sik chốt danh sách cho trận đấu gặp đội tuyển Iraq. Ngày 7 tháng 6, đội tuyển Việt Nam đã có một buổi tập nhẹ trên sân tập của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Nhóm các cầu thủ ra sân tập chủ yếu là những cầu thủ dự bị hoặc là không thi đấu nhiều thời gian trong trận đấu với đội tuyển Philippines tối qua. Về mặt lực lượng để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Iraq trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng F, vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ không có được sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn do đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Bù lại, hàng phòng ngự của đội tuyển sẽ có sự trở lại của Bùi Vĩ Hoàng, Việt Anh. Hậu vệ này đã phải nghỉ thi đấu ở trận đấu gặp đội tuyển Philippines cũng vì lý do 2 thẻ vàng. Ngoài ra, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik cũng đưa ra quyết định về danh sách 23 cầu thủ cho chuyến làm khách trên sân gặp Iraq. Theo đó, ngoài Văn Toàn bị treo giò và phải làm khán giả bất đắc dĩ, 3 cầu thủ còn lại sẽ nói lời chia tay với các đồng đội là thủ môn Quan Văn Chuẩn, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn và tiền đạo Trần Ngọc Sơn. Cả 3 cầu thủ đều là những nhân tố trẻ trong đội hình của đội tuyển Việt Nam và sẽ còn nhiều cơ hội để có thể phát triển trong thời gian tới. Với trận thắng Philippines, đội tuyển Việt Nam có thể cải thiện được thứ hạng trên bảng xếp hạng của FIFA. Cụ thể, theo tính toán mới đầy nhất của Football Ranking, thầy trò huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik được cộng thêm 10,38 điểm trên bảng xếp hạng của FIFA. Điều này giúp cho đội tuyển Việt Nam có thể tăng được 2 bậc lên thứ hạng 113 thế giới. Đội tuyển Việt Nam sẽ được cộng thêm khá nhiều điểm nếu như đạt được kết quả tốt trong trận đấu lượt về gặp Iraq sắp tới. Đối thủ hiện đang xếp hạng 58 thế giới. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ lên đường sang Iraq vào rạng sáng ngày mai, mùng 8 tháng 6. Đội sẽ nối chuyến bay tại Doha của Qatar và sẽ hạ cánh tại sân bay Baras của Iraq vào lúc 10 giờ theo ngày địa phương. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Iraq sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 11 tháng 6 theo giờ địa phương, tức 1 giờ ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Sau trận đấu vừa qua, đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội để giành vé đi tiếp trong trường hợp đánh bại được Iraq và Indonesia không thắng được Philippines. Huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik chứng minh lối chơi kiểm soát bóng phù hợp với đội tuyển Việt Nam. Sử dụng chính lối chơi từng bị chỉ trích dưới thời huấn luyện viên Chu Xê, ông Kim Sang-sik thành công nhờ vào việc rút được kinh nghiệm từ sai lầm của người tiền nhiệm. Lâu rồi thì Việt Nam mới lại chiến thắng, đội tuyển chỉ có tập trung trong 5 ngày, một quãng thời gian quá ít ỏi, nhưng các cầu thủ đã thi đấu bằng tất cả nhiệt huyết. Tôi nghĩ đó cũng là yếu tố quan trọng để làm nên chiến thắng của ngày hôm nay. Đó là phát biểu của ông Kim Sang-sik sau khi cùng với tuyển Việt Nam giành chiến thắng quan trọng với tỷ số là 3-2 trước Philippines để tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Cá nhân tôi cho rằng vị huấn luyện viên người Hàn Quốc đã có những nhận định khá chính xác về tình hình của đội tuyển. Ít nhất thì ông cũng đã thực hiện được 50% lời tuyên bố của mình trước trận đấu. Đó là giúp cho tuyển Việt Nam đã kiểm soát bóng và pressing trước đối thủ Philippines. Chúng ta đã kiểm soát bóng khá tốt nhưng chưa thể pressing được đội bạn. Chiến thắng này của thầy trò ông Kim Sang-sik một lần nữa chứng minh rằng lối chơi kiểm soát bóng hoàn toàn phù hợp với các cầu thủ Việt Nam. Đây là một lối đá sẽ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn khi tấn công và là cách phòng thủ chủ động nhất. Tức là nếu như đối phương không có bóng thì họ sẽ không thể triển khai, phối hợp nhằm tìm kiếm cơ hội để ghi bàn. Trong trận đấu gặp Philippines hôm qua, có thể thấy là các cầu thủ Việt Nam đã sử dụng một lối chơi một cách mượt mà với một dàn cầu thủ kinh nghiệm. Vấn đề lớn nhất ở đây có lẽ là sự rối rắm ở tuyến tiền vệ, thiếu đi sự đồng bộ giữa các cầu thủ ở khu vực giữa sân, thiếu đi sự kết nối giữa tuyến giữa và hàng thủ nên vẫn còn tạo ra những khoảng trống để tiền đạo đối phương tận dụng, phản công và gây sức ép. Cũng may là Philippines không phải là Indo hay là Iraq. Nếu như họ chơi rắn và áp sát liên tục như hai đội bóng kia thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có khi Việt Nam đã phải sớm để dừng bước tại sân chơi này rồi. Thế cho nên, chiến thắng này không phải hoàn toàn là do chúng ta chơi hay, mà còn một phần đến từ đội bạn không thể tận dụng được cơ hội. Bản thân tôi đến bây giờ thì vẫn ủng hộ lối chơi kiểm soát bóng từ thời huấn luyện viên Chu Xê, bởi nó tạo nên một sự nhất quán, đoàn kết, hiểu ý lẫn nhau giữa từng cầu thủ trong đội. Khi đó, lối chơi này sẽ phát huy khả năng tấn công cũng như là phòng thủ chủ động, giúp cho đội bóng đủ sức đương đầu với mọi đối thủ lớn. Tiếc là cựu huấn luyện viên người Pháp đã không thể làm tốt nhiệm vụ kết nối và nhận được sự tin tưởng của các học trò cũng như là người hâm mộ, dẫn đến thất bại. Nếu trong thời gian tới đây, huấn luyện viên Kim có thể rút được kinh nghiệm từ sai lầm của người tiền nhiệm, tôi tin là ông sẽ đạt được những thành công trong lối chơi này và giúp bóng đá Việt Nam bước sang một trang sử mới. Đội tuyển Việt Nam từ cửa siêu hẹp đến chờ thần may mắn. Với bất luận tỷ số có là bao nhiêu, nhưng chỉ cần đội tuyển Việt Nam hòa Philippines trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình tối qua, ngày 6 tháng 6, tuyển Indonesia sẽ mở sân banh để ăn mừng vì họ chắc chắn sẽ đi tiếp vào vòng thứ 3, vòng loại World Cup 2026. Lý thuyết thì là như thế,
Nhưng đời thì không như là mơ. Trước đó trên chảo lửa Bung Karno tại thủ đô Jakarta, dù đã được chơi trên sân nhà với đầy đủ binh hùng và tướng mạnh, tuyển Indo vẫn bị đội khách Iraq dẫn 2 bàn không gỡ. Với kết quả này, các đội về khách sạn nín thở hướng về trận đấu sân vận động quốc gia Mỹ Đình, dõi theo giữa Việt Nam gặp Philippines. Phút thứ 89 khi mà tuyển Philippines gỡ hòa 2-2, cách Hà Nội hơn 2.000 cây số, tuyển Indonesia suýt mở sân banh. Chỉ vì cần kết quả hòa, không cần quan tâm đến trận đấu cuối cùng, Indonesia chắc chắn sẽ lọt vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Tuy nhiên, bàn mở tỷ số của Tuấn Hải phút bù giờ thứ 5 đã đưa tuyển Việt Nam vươn lên với tỷ số là 3-2. Mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt, tuyển Indonesia phải xếp sân banh vào tủ lạnh, thẫn thờ nhìn tuyển Việt Nam ăn mừng chiến thắng. Bóng đá thì là trò chơi của 22 cầu thủ ở trên sân, nhưng nó sẽ mất đi vẻ kịch tính nếu như mọi thứ đã được định đoạt khi mà đường đua chưa đi được 80% quãng đường. Bởi vì vậy mà việc Indonesia để thua trước Iraq, Việt Nam thắng Philippines, khoảng cách điểm giữa tuyển Việt Nam với Indonesia chỉ còn đúng là 1 điểm. Indonesia đang có 7 điểm, Việt Nam có 6 điểm, cả hai đều có dưới hiệu số là dương 2. Vì vậy, ngoài Iraq, tuyển Việt Nam hay Indonesia sẽ lọt vào vòng 3 World Cup 2026 phụ thuộc vào trận đấu ngày 12 tháng 6 tới đây. Cái hay của trận đấu cuối cùng là cả tuyển Indonesia và cả tuyển Việt Nam sẽ cần phải giành chiến thắng thì mới có được cơ hội để đi tiếp. Nói đúng hơn, đội tuyển Việt Nam không tự quyết được số phận của mình. Song bất luận dù có như thế nào, muốn nuôi được hy vọng đi tiếp thì sẽ phải thắng được Iraq và chờ Indonesia hòa hoặc là sẩy trần trước người Philippines. Về lý thuyết, Indo được tiếp Philippines trên sân nhà là một lợi thế rất lớn, song cũng là áp lực rất lớn. Indo dẫu có nhập tịch đa số cầu thủ nước ngoài thì Philippines cũng chả kém. Do vậy, được dẫn dắt bởi huấn luyện viên đầy kinh nghiệm đến từ nước Bỉ sau trận thua Việt Nam, hẳn là huấn luyện viên này sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu cho cuộc đọ sức với Indonesia. Nếu như có hòa, Indo cũng có được 8 điểm, thắng được 9 điểm. Còn Việt Nam thì phải hành quân sang Iraq trong bối cảnh vắng đi tiền đạo Văn Toàn, hàng hậu vệ thiếu nhiều trụ cột, Trần Đình Trọng chuyên gia sân Tây lại không được gọi vào đội tuyển, cơ hội càng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên khi mà nhìn vào lịch sử thì cứ với cái duyên đối đầu với các đội bóng Tây Á, khi các cầu thủ dày dặn trận mạc của tuyển Việt Nam đá với tâm lý vô cùng thoải mái, thì đối thủ dù có là ai, họ cũng sẽ không ngại. Trong bóng đá, ngoài tài năng, sức mạnh, thật may mắn cũng là yếu tố vô cùng quan trọng. Biết đâu trong ngày 12 tháng 6, điều kỳ diệu sẽ lại đến với chúng ta. Indonesia bị Philippines cầm hòa, tuyển Việt Nam đánh bại Iraq, cả hai dắt tay nhau vào đến vòng trong. Tuyển Việt Nam sẽ lách qua khe cửa hẹp để vào đến vòng đấu cuối cùng World Cup 2024. Hãy cùng chờ xem.